anh chàng này bị sư phụ bắt phải trồng cây chuối bằng một ngón tay. Không những thế phải giữ nguyên tư thế đó trong 12 tiếng liên tục, bởi vì anh ta đang luyện công phu nhất dương chỉ. Trong khi luyện tập mà không may bị ngã, thì sư phụ anh ta sẽ cho ăn đòn thay cơm. Tuy rằng việc luyện tập vô cùng khổ cực, nhưng anh chàng này chưa bao giờ hết cố gắng. Mà lý do lớn nhất để anh phải quyết tâm như vậy là vì trong thành phố gần đây xuất hiện một chiếc hố lớn, người dân còn gọi nó là cổng địa ngục. Vào một ngày bất ngờ một con bọ từ đó bay ra, mà nó không phải bọ bình thường mà chính là quái vật của địa ngục. Loại quái vật này có khả năng nhập vào những người có suy nghĩ tiêu cực, đang bay để tìm mục tiêu, thì nó thấy một tài xế xe tải đang chửi bới vì tắc đường, thế là nó ngay lập tức chui vào cơ thể người tài xế, làm ông ấy lên cơn co giật, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, cứ vậy lái xe đâm loạn xạ, trực tiếp gây ra tai nạn liên hoàn trên thành phố. Phía khác có nam chính của chúng ta là Yusuke, cậu là học sinh cuối cấp cũng là trùm trường. Tuy nhiên Yusuke lại không bao giờ đi bắt nạt người khác, thay vào đó cậu lại ra tay trừng trị những tên đầu gấu trong trường, để bọn chúng không bao giờ đi bắt nạt ai nữa. Hôm nay khi vừa tan học ra khỏi trường, thì nam chính bắt gặp một cậu nhóc đang lao ra đường, từ đằng sau chiếc ô tô điên cũng đang lao đến. Thấy vậy nam chính mặc kệ nguy hiểm mà lao ra cứu đứa nhóc, kết quả cậu đã bị chiếc xe tải cán trúng. Cả Yusuke và người tài xế xe tải đều tử vong tại chỗ, còn con quái vật thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong khi linh hồn nam chính đang buồn vì bản thân đã biến thành ma, thì đúng lúc này một cô gái xuất hiện, tự giới thiệu là Botan, người dẫn đường tới linh giới, nơi mà các linh hồn sẽ được phán xét để lên thiên đường hay xuống địa ngục. Thế là nam chính đã bảo Botan hãy dẫn mình tới chỗ Diêm Vương. Ngay lập tức một cánh cổng không gian được mở ra, chớp mắt một cái hai người đã ở trên một con thuyền nhỏ. Đi được một đoạn thì bọn họ tới được linh giới nơi mà Diêm Vương ở. Vừa gặp nam chính, Diêm Vương đã bảo muốn giao một nhiệm vụ quan trọng cho anh. Tuy rằng nam chính là một tên đầu gấu, nhưng lại không sợ chết mà xả thân cứu người khác. Đây là trường hợp nghìn năm có một. Vì thế Diêm Vương muốn hồi sinh anh để Yusuke trở thành thám tử linh giới, chuyên đi tiêu diệt quái vật thoát ra từ địa ngục. Nào ngờ nghe tới đây nam chính ngay lập tức từ chối, bởi từ khi còn sống ai cũng coi thường anh, và cho rằng nam chính là một tên đầu gấu, chuyên gây chuyện làm người thân vô cùng chán ghét. Qua đó anh muốn biến mất khỏi mắt người khác mãi mãi. Nhưng Botan lại không nghĩ như vậy, bảo nếu muốn biết được tình cảm người khác dành cho mình, thì anh hãy trở về đám tang của bản thân. Thế là nam chính đã nghe lời cô gái trở về. Lúc này nhà anh đã có rất đông người tới thăm hỏi, thậm chí cậu bạn nãy được Yusuke giúp đỡ cũng đến. Ai ngờ còn chưa kịp vào trong cúng viếng đã bị đám đầu gấu kéo ra một góc và chấn lột hết số tiền trên tay của cậu ấy. Chứng kiến cảnh này nam chính vô cùng cay cú, nhưng lại chẳng thể làm gì bởi cậu đã chết. Đột nhiên tên cầm đầu bị ai đó đẩy ngã, thì ra người đó chính là Kazuma, đối thủ của nam chính khi còn sống. Tuy rằng cũng là một tên đầu gấu nhưng hắn cũng giống Yusuke thường xuyên giúp đỡ người yếu thế. Đến tối hôm đó khi mọi người đã về hết, ở bên cạnh linh cữu nam chính chỉ còn mẹ và cô người yêu. Hai người cứ vậy ôm nhau mà khóc nức nở, tiếc thương cho người đàn ông mà họ vô cùng yêu mến. Ở phía sau nam chính cũng chứng kiến tất cả. Bây giờ anh mới biết bản thân đã sai khi nghĩ rằng mọi người không yêu thương mình. Ở gần đó cậu học sinh yếu đuối lại đang bị đám đầu gấu trả đũa. Bởi sáng nay vì bắt nạt cậu mà bọn chúng bị Kazuma tẩn cho một trận. Khi này chúng sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho cậu bạn kia. Điều này khiến cậu học sinh yếu đuối vô cùng phẫn nộ, ước bản thân có được sức mạnh để giết sạch đám đầu gấu. Ai ngờ chính những suy nghĩ ấy đã thu hút con quái vật, nó bay tới và chui thẳng vào tay cậu. Ngay lập tức cậu trở lên điên dại, cơ thể như biến thành một con zombie, cứ thế đánh cho đám đầu gấu bỏ chạy tụt quần. Nhưng trong lúc hỗn loạn một chiếc xe máy đã bị đổ, khiến xăng từ trong đó chảy ra tới chỗ chiếc bật lửa, trực tiếp gây ra vụ nổ chấn động cả một vùng. Ở gần đó Kazuma cùng đàn em cũng nghe thấy, thế là ngay lập tức chạy tới kiểm tra. Nhưng khi nhìn thấy con quái vật trước mặt thì anh ta cũng rất bất ngờ, vì không biết thứ kia là cái gì. Trong khi đó vụ nổ lúc này cũng gây ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã nhanh chóng lan tới nhà nam chính, mà bạn gái nam chính chẳng màng nguy hiểm mà chạy thẳng vào trong. Thấy thế Yusuke cũng chạy vào theo, thì phát hiện cô ấy đang cố gắng kéo xác mình ra ngoài. Ngọn lửa thì càng ngày càng lớn hơn, bất ngờ mái nhà sập xuống, làm nam chính phải ra sức chống đỡ bảo vệ cho cô bạn gái. Biết rằng ở dạng linh hồn thì cậu sẽ không cầm cự được lâu, thế là Yusuke đã cầu xin Diêm Vương cho mình sống lại. Dù có phải làm gì sau đó cậu cũng chấp nhận. Ngay lập tức Diêm Vương đồng ý làm phép cho Yusuke hồi sinh. Qua đó nam chính đã thành công cứu cô người yêu ở tích tắc cuối cùng, rồi cứ vậy bế cô thoát khỏi đám cháy dưới sự ngỡ ngàng của người mẹ. Biết rằng quái vật đang làm hại đám bạn, thế là cậu ngay lập tức chạy tới đó. Lúc này Kazuma cùng đám đàn em đã bị quái vật đánh cho nên nết, gần như họ không có cách nào để đánh lại tên quái vật ấy. Khi thấy nam chính sống lại ai cũng bất ngờ, thậm chí Kazuma còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Yusuke không có thời gian giải thích, mà cứ vậy lao vào chiến đấu với quái vật. Tuy nhiên vì anh mới tỉnh lại chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên cũng bị quái vật bón hành ngập mồm, khiến cho cậu phải cầu cứu Diêm Vương. Lúc này Diêm Vương mới hướng dẫn Yusuke sử dụng năng lực đặc biệt, tuyệt chiêu nhất dương chỉ. Từ đó nam chính mới dần chiếm lại ưu thế. Để cứu người bạn đang bị quái vật ký sinh, cậu dồn hết sức lực vào cú đấm,
trực tiếp đấm bay con quái vật ra khỏi cơ thể người bạn. Rồi Yusuke cứ vậy cầm lấy quái vật mà bóp nát nó như một cục cức. Cứ như vậy nhiệm vụ đầu tiên của nam chính đã hoàn thành. Cậu trở về gặp mẹ và bạn gái, làm bọn họ vô cùng vui mừng vì Yusuke đã sống lại bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên lúc này ở linh giới đã có chuyện. Diêm Vương phát hiện ba món bảo bối bị đánh cắp, quyển sách sinh tử thì bị tên ác ma Shison lấy đi. Hắn có năng lực điều khiển thực vật, còn tên thứ hai là quỷ đỏ, hắn có sức mạnh vô cùng kinh khủng, qua đó đã dễ dàng đánh cắp quả cầu ma thuật. Còn tên ác ma thứ ba là Hiei, hắn có khả năng dùng kiếm siêu đẳng chém vào thứ gì là thứ đó đứt lìa. Có thể nói Hiei là tên có sức mạnh ghê gớm nhất trong ba ác ma, vì thế hắn cũng dễ dàng lấy cắp con dao ma thuật. Để đối phó được với ba người ấy thì nam chính chưa thể đủ sức. Qua đó Diêm Vương đã trực tiếp huấn luyện thêm cho cậu cách sử dụng năng lực, với hy vọng Yusuke sẽ có cơ hội thắng được đám ác ma kia. Nhưng nam chính vốn dĩ là một người tiếp thu chậm, dạy mãi mà anh vẫn chưa thể làm chủ được tuyệt kỹ nhất dương chỉ. Trong khi đó quỷ đỏ ở nhân gian đã đi gây hại, hắn dùng quả cầu ma thuật hút hết linh hồn của một đám nhóc, khiến bọn chúng mất đi ý thức, tuy rằng không chết nhưng cũng trở thành người thực vật. Khi nhận được tin, Yusuke ngay lập tức lên đường đi cứu đám nhóc, mặc kệ cho Botan ngăn cản. Với năng lực hiện tại thì anh đi chỉ có chết, nhưng nam chính bảo dù phải bỏ mạng anh nhất định cũng sẽ cứu được đám nhóc kia. Không lâu sau đã tìm thấy dấu vết của quỷ đỏ, anh theo chân hắn tới tận một bãi xe thì bị mất dấu. Đang tìm kiếm thì bất ngờ phát hiện ra quả cầu ma thuật, nhưng ai ngờ đây lại chính là cái bẫy của đối phương. Yusuke cứ vậy thản nhiên nhặt nó, bất ngờ quỷ đỏ từ sau xuất hiện đánh bay anh đi cả cây số. Tuy rằng hắn vô cùng to xác nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Không đợi nam chính kịp thời chuẩn bị thì hắn đã lao đến tấn công liên hồi. Trong khi đó Yusuke ngoài việc chạy trốn thì không thể làm gì khác. Cho dù đã trốn vào bên trong chiếc ô tô thì đối phương cũng không buông tha, dễ dàng kéo anh ra và ném đi như một món đồ chơi tàu khựa. Biết rằng không thể cứ chạy trốn như vậy, Yusuke mới tìm cách tấn công lại. Nhưng những đòn đánh của anh lại chỉ như mũi đốt cột điện, đánh mãi mà chẳng thấy đối phương mất đi cọng lông nào. Tới lúc này cũng coi như anh đã hoàn toàn thất bại. Khi bị quỷ đỏ nhấc bổng lên cao, đột nhiên một cậu nhóc từ đâu xuất hiện, bảo con quỷ hãy thả nam chính ra, ấy vậy mà hắn ta lại bỏ thật, nhưng hắn lại quay ra dùng quả cầu ma thuật hút linh hồn cậu nhóc. Tới lúc này Yusuke đã không thể chịu được nữa, anh dùng những sức lực cuối cùng lao vào người quỷ đỏ, rồi nhanh chóng vận sức khi triển nhất dương chỉ vào thẳng mặt quái vật, đòn đánh quá mạnh khiến cả hai cùng nhau bay đi, quỷ đỏ cũng vì thế bị tiêu diệt chỉ với một đòn. Lúc này linh hồn của đám nhóc cũng từ quả cầu bay ra, về nhập thể vào thân xác bọn chúng cũng vì thế tỉnh lại, làm cho những ông bố bà mẹ mừng đến mức phát khóc. Cậu nhóc đã cứu nam chính cũng ngay sau đó hồi phục và được Yusuke dẫn về nhà. Lúc này trong một khu biệt thự sang trọng, một con quái vật đang bị nhốt. Cô ta bị tên tài phiệt đầu hói nhốt ở đây để khai thác nước mắt, bởi mỗi khi cô khóc là nước mắt sẽ hóa thành pha lê. Nhưng đầu hói không biết rằng cô gái này chính là em gái của Hiei, người đang có trong tay con dao ma thuật. Chỉ thấy anh ta cầm nó cắt vào trán, cứ như vậy con mắt thứ ba đã được mở ra. Con mắt ấy có khả năng nhìn thấy mọi thứ ở khoảng cách xa hàng trăm cây số. Anh sẽ dùng nó để tìm kiếm người em gái của mình. Trong khi đó nam chính lại đang ở ngoài đường, với hy vọng có thể tìm ra manh mối của hai món đồ còn lại. Quả nhiên rất nhanh đã gặp một người khả nghi, thế là Yusuke ngay lập tức đi theo. Shison ấy thế mà lại đi tới bệnh viện, làm nam chính vô cùng tò mò mà lần theo. Thì ra mẹ của Shison đang bị bệnh sắp chết, và hắn ta muốn dùng sổ sinh mệnh để cứu mẹ của mình. Biết Yusuke tới để lấy lại món đồ ấy, nên anh ta đã bảo sau khi cứu được mẹ sẽ giao lại nó cho nam chính. Nghe thấy vậy Yusuke cũng không muốn làm khó, qua đó cũng đồng ý mà rời đi. Ai ngờ vừa trở về đã gặp Botan. Cô bảo rằng quyển sổ sinh mệnh ấy đúng là có thể hồi sinh một người, nhưng đổi lại người sử dụng sẽ phải chết. Nghe thấy vậy Yusuke ngay lập tức quay lại bệnh viện. Lúc này trong phòng Shison cũng bắt đầu sử dụng quyển sách để cứu mẹ. Đến lúc nam chính chạy tới thì phép thuật đã tràn ngập khắp căn phòng. Thấy thế anh không chút do dự mà nhảy vào bên trong, nó trực tiếp đưa anh tới chỗ của Shison. Bây giờ nam chính mới nói cho đối phương biết sự thật về quyển sách sinh mệnh, bảo rằng nếu cứu được mẹ mà anh mất đi tính mạng thì còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên phải mất mạng thì hắn vẫn làm như vậy. Ai ngờ lúc này Yusuke lại đưa ra một quyết định rất bất ngờ. Anh chấp nhận hy sinh nửa tuổi thọ để cho hai mẹ con Shison được sống, và quyển sách sinh mệnh ngay lập tức đồng ý. Cứ như vậy cả Shison và nam chính đều mất đi nửa tuổi thọ, nhưng đổi lại mẹ của Hiei đã hoàn toàn khỏi bệnh và trở lại bình thường. Điều này khiến Shison vô cùng cảm kích, nguyện sẽ báo đáp nam chính bằng mọi giá. Trong khi đó với con mắt thứ ba, Hiei đã phát hiện ra dấu vết của em gái, đó là chiếc xe của tên đàn em đang mang giọt nước mắt pha lê đi bán. Cứ thế Hiei chạy như gắn động cơ đuổi theo chiếc xe, sau đó trực tiếp cầm thanh kiếm cắt chiếc xe ra làm hai, rồi cứ vậy lấy đi giọt nước mắt của em gái. Biết tin giọt nước mắt pha lê đã bị đánh mất khiến tên tài phiệt vô cùng cay cú. Lúc này hắn nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là Kahoshi, một tên nham hiểm và vô cùng độc ác. Kahoshi bảo tên tài phiệt hãy cùng nhau hợp tác, hắn sẽ giúp ông tạo ra thật nhiều nước mắt pha lê, ngoài ra sẽ chẳng kẻ nào dám tới chỗ hắn để cướp cả. Bởi vì bên cạnh Kahoshi có hai tên quái vật rất mạnh, bọn chúng là hai anh em. Trong thế giới ma quái thì chưa ai đủ trình để đánh lại bọn chúng.
Người anh Inma tuy nhỏ bé nhưng lại có cơ thể biến hóa khôn lường, có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào mà hắn muốn. Tuy vậy tên này vẫn không bằng người em Hasu, dù chỉ dùng 1% sức lực hắn đã hạ con chó địa ngục chỉ bằng một đấm. Còn Hiei bây giờ đã tìm tới biệt thự của tên tài phiệt. Tuy nhiên lúc này em gái anh đã bị đưa tới nơi khác. Trong khi đó nam chính dưới sự chỉ dẫn của Diêm Vương cũng tìm tới được đây. Yusuke muốn khuyên đối phương hãy đầu hàng, nhưng Hiei đâu thể làm như thế vì vẫn phải cứu em gái. Thế là một cuộc chiến giữa hai người đã nổ ra. Tuy nhiên nam chính quá chậm không thể bắt kịp được tốc độ của đối phương. Thậm chí còn chưa rút kiếm khỏi bao, Hiei đã có thể hạ gục Yusuke. Ai ngờ Hiei lại quyết định cho anh một cơ hội sống, rồi hắn cứ vậy bỏ đi. Lúc này Yusuke mới biết trình độ thật của bản thân. Nếu cứ như vậy anh sẽ chẳng bao giờ đánh bại được ai. Phía khác em gái của Hiei đã được đưa tới đại bản doanh của Kahoshi. Còn sau khi thất bại nam chính đã trở về nhờ Kotan giúp đỡ. Và cô đã bảo anh lên núi bế quan tu luyện. Ở đó cô có quen một vị sư phụ. Bà ấy sẽ giúp anh rèn luyện để khả năng chiến đấu được nâng cao. Ai ngờ cuộc trò chuyện của hai người đã bị tên Kazuma nghe thấy. Từ khi nam chính hồi sinh hắn đã luôn theo dõi anh và biết được toàn bộ bí mật. Bây giờ hắn cũng muốn cùng hai người lên núi học võ. Không còn cách nào, Yusuke và Botan chỉ đành cho hắn đi theo. Rất nhanh họ đã tới được chỗ của vị sư phụ Sanju. Ngay khi tới nơi, cả Yusuke và Kazuma đã phải bắt tay vào luyện tập. Để phát huy hết sức mạnh của Nhất Dương chỉ, nam chính phải trồng cây chuối bằng một ngón tay. Đã thế còn phải giữ nguyên tư thế đó liên tục 12 tiếng. Nhưng còn chưa nổi 5 phút cậu đã không chịu được mà ngã lăn ra. Kết quả bị Sanju cho ăn đòn thay cơm. Rồi lại tiếp tục bắt nam chính phải luyện tập. Lúc nào đạt tới cảnh giới làm chủ được sức mạnh của bản thân mới được phép dừng. Trong khi đó ở bên ngoài, Kazuma cũng chẳng khá khẩm hơn, khi cậu ta phải dùng một thanh kiếm gỗ chém liên tục vào một tảng đá, cho tới khi tảng đá ấy bị cắt làm đôi mới thôi. Phía khác tên Kahoshi đã cho người làm một trạm năng lượng dưới cổng địa ngục, âm mưu của hắn muốn mở cánh cổng ấy ra, để cho quái vật có thể tự do thoải mái tới nhân gian. Nếu hắn thành công thì có nghĩa ngày tàn của trái đất cũng sắp tới. Trong khi đó nam chính vẫn chưa thể thuần thục điều khiển sức mạnh, điều này làm Sanju vô cùng thất vọng. Thậm chí bà còn nói với Kotan trả cậu về nơi sản xuất. Nhưng sau đó kỳ tích đã xảy ra. Khi Yusuke ra ngoài, dù đã đêm muộn nhưng Kazuma vẫn đang tập luyện. Cứ gãy thanh kiếm này cậu sẽ lấy thanh kiếm khác. Cho dù cơ thể đã vô cùng mệt mỏi nhưng trong đầu cậu ta lúc nào cũng quyết tâm. Bởi trước đó khi nhóm của cậu giao đấu với quái vật đã bị đánh cho tan nát, khiến Kazuma nghĩ rằng vì bản thân kém cỏi lên mới làm đồng đội bị thương. Thế nên bây giờ cậu phải cố gắng luyện tập để có thể bảo vệ mọi người xung quanh. Cứ vậy cậu dồn toàn bộ sức lực vào thanh kiếm, chém một cái tảng đá thế mà đã bị cắt làm hai, còn thanh kiếm trên tay cũng biến thành sức mạnh. Điều này khiến Kazuma vô cùng vui mừng vì biết bản thân đã thành công. Ở gần đó Yusuke cũng chứng kiến rồi cậu cứ vậy quay đi, biết rằng bản thân sẽ phải cố gắng hơn nữa. Thế là cậu đã luyện tập suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau Sanju tới phòng tập cũng rất bất ngờ, vì thấy nam chính đã có thể trồng cây chuối bằng một tay, điều đó có nghĩa cậu cũng đã kiểm soát hoàn toàn được sức mạnh rồi. Thế là bà mới bảo cậu ra ngoài và thử dùng hết sức mạnh của bản thân, làm Yusuke đành phải thể hiện, tập trung toàn bộ sức mạnh vào đầu ngón tay, rất nhanh đã tạo một quả cầu năng lượng khổng lồ bắn một phát tận lên trời xanh, khiến tên Hasu chú ý. Hắn biết rằng nguồn sức mạnh ấy phát ra từ đâu lên cũng muốn đến đó xem thử. Trên núi nhóm nam chính cũng được sư phụ tiễn xuống núi, bà hy vọng hai người có thể dùng sức mạnh của bản thân để diệt trừ cái ác. Nhưng khi nhóm nam chính rời đi không lâu, tên Hasu cùng tìm tới, thì ra hắn có quen biết với sư phụ Sanju. Tuy nhiên khi biết nhóm nam chính đã rời đi thì hắn cũng trừ khử luôn bà ấy. Trong khi đó Yusuke cũng vừa trở về tới nhà, nào ngờ lại nhận được tin bạn gái đã bị bắt cóc, mà người gây ra việc này chính là Hiei. Thế là nam chính ngay lập tức tìm tới anh ta để cứu người yêu. Cứ như vậy hai bên xảy ra một trận quyết chiến. Sau thời gian tu luyện, Yusuke cũng không còn bị lép vế nữa, mà hoàn toàn đánh ngang ngửa với Hiei. Đúng lúc này Shizune bất ngờ xuất hiện ngăn cản hai người bọn họ. Anh ta bảo nam chính rằng người bắt cóc không phải là Hiei, mà tên đó chính là Inma. Hắn đã dùng năng lực biến thành Hiei và bắt người yêu của Yusuke đi. Hiện giờ bọn họ đang ở trên một con tàu đi tới chỗ tên Kahoshi. Quả thật đúng như vậy, cô người yêu nam chính đang bị bọn chúng khống chế. Khi thấy tên bắt mình tiến lại, cô đã nhanh tay tặng cho hắn một quả đấm. Ai ngờ lại làm dung mạo bên ngoài của hắn bị phá hủy, và Inma cũng hiện nguyên hình về hình dáng thật của hắn. Lúc này nhóm nam chính cũng họp bàn, bốn người sẽ tới căn cứ của Kahoshi để giải cứu hai cô gái. Bọn họ không chần chừ mà ngay lập tức ra bến cảng, nhanh chóng lên một con tàu để đi ra hòn đảo là căn cứ của tên Kahoshi. Vừa đặt chân lên đảo, Hiei đã tách ra và muốn tự mình đi cứu em gái. Lúc này nhóm nam chính cũng chỉ còn ba người, nhưng chưa đi được bao lâu họ đã phải đối đầu với người của tên Kahoshi. Thấy thế Shizune mới bảo Yusuke và Kazuma đi trước, còn tên này hãy để mình lo liệu. Đối phương có tên là Quả Đen, hắn cũng là một con quái vật có khả năng tạo ra những quả bom. Vì thế mà Shizune gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với hắn. Lúc này Quả Đen tạo ra vô số những quả bom vô hình, chỉ cần Shizune chạm vào nó sẽ phát nổ, khiến anh không có cách nào tiếp cận đối phương. Qua đó anh chỉ đành rút ra một bông hoa hồng, dùng những cánh hoa để kích nổ hết số bom trên không.
còn cành hoa thì như một mũi tên cắm thẳng vào tay quả đen. Ai ngờ điều này lại trực tiếp khiến hắn nổi giận, tặng cho Si-son một đống bom vào người, làm anh bị thương không hề nhẹ. Đến lúc này Si-son chỉ đành hiện nguyên hình, thì ra anh là một con quái vật hồ ly. Đây là dạng chiến đấu mạnh nhất của anh, tốc độ cũng vô cùng nhanh làm đối thủ không có cách nào đánh trúng, thế trận cũng vì thế đổi chiều. Si-son gọi ra vô số hoa ăn thịt người để tấn công quạ đen, khiến hắn chỉ có thể bỏ chạy tụt quần, nhưng chạy đi đâu cho khỏi nắng. Rất nhanh hắn cũng đã bị tóm được, cứ tưởng rằng Si-son đã nắm chắc phần thắng. Ai ngờ vì trước đó sử dụng quyển sổ sinh mệnh mà anh bị mất đi nửa tuổi thọ, cho nên sức mạnh cũng vì thế hao hụt, khiến anh không thể duy trì trạng thái hồ ly được lâu. Ngay khi Si-son biến lại thành người, đám hoa ăn thịt cũng biến mất, biết rằng đây chính là cơ hội quạ đen liền phản công. Si-son thì vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng tránh bom và tiếp cận đối phương, qua đó đã may mắn túm được tay và ngăn chặn đối phương ném bom. Nhưng cũng rất nhanh anh bị quạ đen đánh bay đi. Tới lúc này Si-son đã hoàn toàn kiệt sức, làm đối phương đắc ý nghĩ bản thân đã thắng. Ai ngờ Si-son bảo hắn đừng vội mừng, vì khi nãy anh đã chạm vào tay có vết thương của hắn. Anh đã gieo những hạt mầm vào bên trong cơ thể quạ đen, khi này nó đang không ngừng sinh sôi nảy nở, phá hủy hoàn toàn các bộ phận cơ thể bên trong người hắn. Tới khi những bông hoa ý chui ra ngoài thì cũng là lúc quạ đen bị đánh bại. Cứ như vậy một kẻ địch đã bị hạ gục. Phía khác khi AD lẻ cũng đụng độ một tên đao phủ, hắn vô cùng to lớn đã thế còn dùng chiếc rìu của bà Tân Velok, không may bị trúng một đòn mà Hi-A suýt phải đi chầu Diêm Vương. Tuy rằng kẻ địch mạnh như vậy, nhưng với thân hình to lớn và cây rìu quá khổ, thì tên đao phủ này lại vô cùng chậm chạp. Trong khi đó Hi-A lại rất nhanh nhẹn, anh bình tĩnh chém đứt đôi rìu đối phương, sau đó tung chiêu phá tan bộ giáp của hắn. Ai ngờ điều đó lại khiến tên đao phủ trở lên mạnh hơn, khi những cú đấm của hắn tạo ra chấn động làm Hi-A không trực tiếp bị đánh trúng, mà vẫn bị thương. Chỉ với một quả đấm, tên đao phủ đã đánh bay anh đi làm mấy bức tường sụp đổ. Lúc này Hi-A chỉ đành xé bỏ chiếc tay áo, thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, chính là chiêu giáng long thập bát trưởng. Một con rồng địa ngục cứ vậy lao thẳng về phía tên đao phủ, và trực tiếp tiễn hắn ta về suối vàng. Như vậy trận chiến thứ hai cũng đã có kết quả, người chiến thắng cuối cùng chính là Hi-A. Không lâu sau anh cũng gặp lại Si-son, bọn họ cũng nhanh chóng chạy đi yểm trợ cho nam chính. Trong khi đó người yêu của Yusuke đang bị nhốt gần em gái của Hi-A, để tìm cách thoát ra cô đã trả vờ đau bụng, khiến tên bảo vệ bên ngoài phải mở cửa bước vào kiểm tra. Chỉ đợi có vậy, người yêu nam chính liền ra tay bất ngờ, khóa chặt cổ tên bảo vệ, rất nhanh đã khiến hắn ta tắc thở. Lúc này cô mới đứng dậy giải cứu cho em gái của Hi-A, rồi bọn họ lén nút tìm đường thoát ra. Được một đoạn thì bắt gặp Kazuma, và anh sẽ chịu trách nhiệm đưa hai người kia ra khỏi đây. Nào ngờ dẫn đường thế nào lại tìm đúng tới chỗ nhốt con chó địa ngục. Nó thấy họ cứ vậy lao ra tấn công, làm cho ba người sợ hãi chạy ỉa ra quần. May mắn họ đã dụ được con quái vật vào một căn phòng, sau đó đóng cửa nhốt nó lại bên trong, vì thế mới may mắn thoát được một kiếp nạn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì kiếp nạn thứ hai đã ập tới, khi tên Ima đã chặn đầu ba người. Thấy thế Kazuma cũng chạy lại tấn công hắn ta. Ai ngờ đòn đánh ấy lại chẳng thể làm gì đối phương, bởi cơ thể Ima có khả năng tái tạo thần tốc, có thể nói hắn ta hoàn toàn bất tử với những đòn đánh thông thường. Kết quả Kazuma bị đối phương đánh cho lên bờ xuống ruộng. Lúc này Ima định trừ khử anh luôn, nhưng đột nhiên lại bị người yêu của nam chính ngăn cản, thế là hắn ta chuyển hướng sang cô gái. Kazuma nằm dưới đất vô cùng bất lực, anh nghĩ lại cảnh đồng đội bị quái vật đánh tơi tả trước đó mà không ngừng trách bản thân. Qua đó anh nhất quyết không để việc đó xảy ra một lần nữa. Ngay lập tức Kazuma bộc phát sức mạnh, thanh kiếm năng lượng cũng vì thế xuất hiện, vung kiếm một cái đã khiến tay của tên Ima bị cắt làm đôi, rồi anh chém liên tục làm đối phương không còn nguyên vẹn. Thấy thế Kazuma vui mừng vì nghĩ bản thân đã chiến thắng. Ai ngờ chỉ 5 giây sau những bộ phận cơ thể của Ima đã gộp lại, và hắn gần như chẳng ảnh hưởng gì. Điều này khiến ba người vô cùng sợ hãi mà vắt chân lên cổ bỏ chạy. Trong khi đó nam chính cũng phải đối đầu với tên Hasu, ngay trên đầu hai người là tên Kahoshi cùng tên tài phiệt hói. Bọn chúng đang theo dõi từng hành động nhỏ của đám nam chính. Mấy tên này rất tự tin Hasu sẽ giành chiến thắng. Lúc này tên Kahoshi cũng cho người mở cánh cổng địa ngục, làm quái vật từ địa ngục bắt đầu thoát ra. Thấy vậy Diêm Vương chỉ còn cách tạo ra một màng chắn, nhưng nó không thể cầm cự được lâu, vì thế nam chính phải nhanh chóng chiến thắng để đóng cánh cổng đó lại. Nhưng hiện giờ Yusuke vẫn đang bị bón hành ngập mồm, anh bị đối phương đá bay đi như một cục phân. Rồi Hasu nhảy vút lên cao, sau đó tặng nam chính một quả đấm trời giáng. May mắn Yusuke vẫn tránh được, dư chấn của đòn đánh ấy quá lớn khiến chiếc cột đèn bên cạnh không chịu nổi, cứ vậy đổ gục vào đúng phòng quan sát của tên hói, làm hắn suýt chút nữa thì tiêu đời, khiến hắn vô cùng sợ hãi mà bỏ chạy khỏi đây. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng lại bắt gặp đúng con chó địa ngục. Kết quả con quái vật đã được một bữa ăn ngon lành. Lúc này Hi-A và Si-son cũng kịp lúc tới yểm trợ cho nam chính. Tuy nhiên cho dù cả ba người hợp sức nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hasu có sức mạnh vượt trội, bọn họ đánh vào hắn ta cứ như mũi đốt cột điện. Thấy tấn công cùng lúc không hiệu quả, Si-son mới dùng dây leo trói hắn lại. Hi-A cũng cứ vậy nhảy vào giữ chân hắn. Còn Yusuke thì nhân cơ hội đó tấn công ghim chặt đối phương vào cây sắt trên tường. Sau đó anh nhanh chóng vận hết sức tung ra chiêu, nhất dương chỉ khiến Hasu bị thổi bay.
ai ngờ sau đòn đánh đó hắn ta lại chẳng hề hấn gì, rồi còn chế nhạo nam chính quá yếu. Lúc này nhóm ba người kia cũng bị tên Imma dồn tới căn phòng này, thấy em trai đã đánh cho nhóm nam chính không ngóc đầu lên được thì hắn rất vui mừng. Sau đó Imma bảo Yusuke không xứng là đệ tử của Sanju, khi này hắn cũng tiết lộ bà ấy trước kia từng là người yêu của Hasu. Cả hai đều vô cùng tài giỏi, nhưng Hasu lại quá háo thắng, hắn muốn bản thân phải là người giỏi nhất, vì thế đã bỏ người yêu mà bán linh hồn cho quỷ dữ, đổi lại hắn sẽ có được sức mạnh vô biên. Trước đó chính bọn chúng đã trừ khử Sanju. Nghe thấy điều này nam chính vô cùng tức giận, nhưng còn chưa kịp ra tay thì Hasu đã tặng cho thằng anh một đấm bay màu. Lý do hắn đưa ra để giết anh trai là vì Imma đã tiết lộ bí mật không lên nói. Thấy kẻ thù giết chết sư phụ Kazuma ngay lập tức lao lên, tuy nhiên với sức của cậu thì chẳng thể nào động tới một cái lông mũi của hắn, đã thế còn bị hắn đấm cho ngã gục giống như những người bạn của mình. Thấy động đội đang nằm dưới chân Hasu, nam chính cũng không can lòng, anh bộc phát toàn bộ sức mạnh lao thẳng vào người đối phương ra đòn, đấm cho hắn bay luôn chiếc kính. Rồi anh nhảy lên tung một cú đấm trời giáng khiến Hasu nằm bẹp dí dưới đất. Tới đây ai cũng nghĩ Yusuke đã giành được chiến thắng, nhưng đột nhiên mặt đất xảy ra một chấn động lớn, sau đó một con quái vật khổng lồ hiện ra từ trong khói bụi. Không ai khác, đây chính là tên Hasu. Hình dáng này cũng là trạng thái mạnh nhất của hắn. Lúc này Hasu cũng phải dành một lời khen cho Yusuke, vì anh là đối thủ khó nhằn nhất của hắn từ trước tới nay. Tuy nhiên hắn sẽ không để anh sống sót ra khỏi đây. Ngay lập tức Hasu búng tay một cái, Kazuma đã dính đòn mà bay đi mấy trăm mét. Nam chính thấy vậy cũng tránh né, nhưng đòn tấn công ấy quá nhanh khiến anh liên tục bị đánh trúng. Rồi Hasu tóm cổ nhấc anh lên như một con ngoé. Tuy nhiên hắn lại không muốn giết nam chính luôn, mà muốn trêu đùa Yusuke bằng cách ra tay với những người khác, để nam chính phải bất lực chứng kiến những người xung quanh chết thảm. Thấy từng người bị đánh gục, Yusuke không can lòng, anh dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, nhưng khi Hasu quay lại đã chẳng thấy anh đâu. Tới khi hắn nhận ra thì đã ăn một quả đấm vỡ mặt, khiến Hasu bay đi như một quả bóng. Không đợi đối phương chuẩn bị, nam chính liền vận sức, dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào đòn đánh cuối. Một quả cầu năng lượng khổng lồ cứ vậy được tạo ra, rồi anh bắn thẳng nó vào cơ thể kẻ thù. Hasu cũng vì thế lĩnh chọn chiêu thức đó, khiến hắn ta trực tiếp cháy thành than. Trận chiến lúc này cũng kết thúc, phần thắng cuối cùng đã thuộc về người dũng cảm nhất. Thấy vậy tên Kahoshi biết bản thân đã thua, không muốn chịu cái chết thảm như tên Hasu lên, hắn đã chọn cách tự tặng bản thân một viên đạn, cánh cổng địa ngục cũng qua đó được đóng lại, thế giới cũng vì thế mà được yên bình. Sau đó em gái của Hiei mới dùng năng lực của bản thân cứu những người khác, thì ra cô có khả năng chữa lành mọi vết thương. Hiei lúc này cũng trao trả lại con dao ma thuật cho nam chính, để anh trả lại đúng nơi mà nó thuộc về, rồi tất cả cùng nhau lên thuyền trở về đất liền. Phim tới đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.